Đi trời mưa, lấy giấy báo thấm ướt vô, lau chùi. Cái này đừng có giặt, giặt là nó hay bị bung bung mấy cái da ra. Tất cả những cái hàng nào bằng da, các anh chị mà giặt là cái hạn sử dụng của nó rất là mau. Thôi em chia sẻ những gì em biết. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh dài HB của em. Hôm nay em sẽ chia sẻ với cả nhà mẫu dài búp bê đi không đau chân mà bao mềm bao dẻo hot nhất hiện nay. Đây, đây cả nhà ơi, đây. À, cả nhà nhớ đăng ký kênh và subscribe trang cho em nha cả nhà ơi. À, em sẽ chia sẻ cả nhà nhiều mẫu mới mỗi ngày cho cả nhà xem. Cái này là chất liệu bằng da, da pha không, phía ngoài là như lớp nhung. Đây, mình đi hả, vào mùa mưa cái mấy cái gì, mùa này mình đi cái này là rất là dễ đi và dễ sử dụng, lau chùi. Đặc biệt cái hôm nay em chia sẻ cả nhà nhớ là tất cả những chất liệu bằng da mình đừng có bao giờ giặt nha các chị. Đó, nó có hai màu rất là đẹp. Quay sát cho cả nhà xem. Đây, đính hộp mình rất là sang. Cái mấy cái dạng này mình mặc cái gì cũng được hết và không có bị đau chân. Nè, đặc biệt có nói nha cả nhà, mỏ là mỏ ngang. Đây, mấy cái mỏ với mấy giày mình mang, những cái chị nào mà có cái chân bị ngang bự á, mình đi mình sẽ không có bị cắn cái mũi. Nhiều khi cái mỏ nhọn mình mang, cái chân mình nó có bề ngang to, mình sẽ mang vô nó hay bị đau mũi là vậy đó nha cả nhà. À, màu môn rất là đẹp nha các chị. Chị ơi, màu này màu mới về nè, chất liệu của nó nè. À, nó mềm ghê không, dẻo cực dẻo luôn. À, ngoài sau là của nó là nó có làm những cái đường này mình đi không có sợ trơn trợt té, lớn cũng được nhỏ cũng được. Đặc biệt cái là nó đính cái hộp này mình mang rất là sang. À, nó, ai mà mang trơn bình thường quá thì nó trơn chua, còn mình mang mấy dặn giống vậy thì nó, nhìn nó lạ và nó đẹp nữa. Nó sẽ bờm, nó sẽ tô lên được cái chân của mình. Đó, là phụ nữ mình phải đẹp, phải xinh chứ, phải xinh xạn cho mình chứ. Nhớ là đăng ký kênh và subscribe trang cho em nha, bình luận cho em để hả đóng góp cho em làm được nhiều video mới chia sẻ cho cả nhà xem. Thấy cái mẫu nào mà hiện tại là đang hot và hả ưa chuộng nhất để cho các anh chị tham khảo. Đó, cái anh này có thể mua cho vợ mình nè. À, các chị có thể mua cho em, cho cháu của mình. Ở đâu vòng vòng gần nhà mình cũng có. Hoặc là muốn tham khảo nhiều thì lại ghé hay shop xung quanh đây. Đó nha cả nhà. Ở trong cái này á, cái chị đi á, nếu muốn, đặc biệt muốn không có bị rớt hộp, là đi đâu hoặc là tới nhà ai chơi cũng vậy, các chị nhớ để néo một bên, đừng có để giữa nhà. Nhiều khi hả, người ta đi tới hay luôn người ta đá là tất nhiên là cái hộp nó sẽ bị rớt liền. Đặc biệt là mấy em lưu, em lưu có tên nhỏ nhỏ chút xíu là em chó của em, nhà em chó nhà em tên là em lưu. Đó, em mê mấy cái dạng này lắm nha cả nhà. Em thấy là em bóc liền. Đó, không cần biết là của ai là gọi em bóc liền. Đó, mình đi mình phải để lên trên. Còn muốn sáng nữa, các chị nhớ là hả lấy nước bóng sơn lên nha. Nhớ ủng hộ Trang và subscribe Trang cho em nha cả nhà. Có một vị khách đem dài lại nhà em, chưa chân để lại em thấy em bập liền. Trời ơi thiệt chứ em luôn. Ai mấy cái hộp này các chị á, muốn sáng bóng, các chị lấy nước sơn bóng tay mình á, sơn lên làm cái hộp mình nó sẽ dính lại. Cái này em chia sẻ nha cả nhà. Ai mà có những cái gì mà lạ thì cứ bình luận để em coi theo và làm và chia sẻ với cả nhà và mọi người cùng thực hiện nha cả nhà. Đây. Nói cả nhà với các chị, toàn là các chị mấy cái này các chị xài, nhưng mà các anh cũng phải mua cho chị chứ. Đôi khi mấy anh cũng mua cho vợ, cho bạn gái mình chứ. Đó, đi trời mưa, lấy giấy báo thấm ướt vô, lau chùi. Cái này đừng có giặt, giặt là nó hay bị bung bung mấy cái da ra. Tất cả những cái hàng nào bằng da, các anh chị mà giặt là cái hạn sử dụng của nó rất là mau. Thôi em chia sẻ những gì em biết. À, mềm ghê chưa. Đó, bóp nhẹ thôi đó. Nhớ đăng ký kênh và subscribe Trang cho em nha. Đây, đẹp lắm luôn, đẹp lắm luôn. Cái này mà đi hả, cái những cái
hàng cao thì mình sợ đau, còn mấy cái này nè không bao giờ sợ đau. Mũi đây là mũi ngang đó. Bữa nay có nhiều chị kiếm mấy mũi ngang là những cái chị có chân bị ngang đó hay to, đâm ra kiếm mấy cái mỏ giống vậy. Mấy mẫu này đằng hot lắm cả nhà ơi, nhớ đăng ký kênh và subscribe Trang cho em nha, để em làm được nhiều video chia sẻ cho cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ Trang giác bê. Cảm ơn.